Rồi, cho Ba Phi chào lại tất cả các bạn nha. Quay lại kênh YouTube của Ba Phi hôm nay nha. Chào. Tức rồi. Mới nay có mớ cua tối thì xôi các bạn. Giờ mình luộc nó. Mình bỏ vô xô nè. Mớ cua này giờ rửa sạch xả ra muối các bạn. Lấy đồ đi chia cho. Với được ban đánh trung các bạn. Dạ, nếu mà tiến trung nắp xả dùng với cua các bạn. Rồi giờ chuẩn bị tiến hành thôi. Mời các bạn mang đánh trung rồi mần xong rồi các bạn. Với cua đồ đem chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Rửa giờ mình bắt mình đậu nước bỏ xả rồi vô nấu cho nó ra nước rồi mới bỏ cua rắn rồi các bạn. Làm món ăn đơn giản các bạn. Tại mấy này tối hôm qua đi xôi nè, trời mưa đi xôi cũng được con mớ mớ cua. Cua đồng đàng hoàng nha các bạn. Đây bộ mà này nó hiếm. Đấy, nguyên con hấp luôn. Một phút rồi. Từ cái trái à. Chết trong nè. Đúc củi nhiều quá. Lúc chèn quanh đây bớt không biết gì hết. Thành viên của nhóm nó đi ngủ bụi đâu đó các bạn, có mình năng thành viên mới nè. Mặt này nút thấy ghê mày. Tối trời xôi có hồn vậy? Có. Mấy con? Mấy hay chứ? Ngon rồi, muốn ăn chưa? Còn chưa, để. Rồi, cô bỏ vô luôn. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Nay lần đầu tiên mới ăn món này nha. Rắn, cua, luộc xả. Nguyên con luôn.
cua này nè. Hết cái mớ lửa này là chính rồi. Ta con có tiền ta ăn cua kêu bằng cua gì ta? Cua đế. Cua bằng đế cái này ba Phi không có tiền ăn cua đồng nha các bạn. Mà cua đồng này nó tuy rằng nó rẻ tiền nhưng mà nó hiếm nha các bạn. Muốn mua cũng chưa chắc gì có nha. Đều đều đi. Đó, nhìn cũng vàng vàng hấp dẫn các bạn ơi. Nãy mày đâu Phúc? Nãy mày đâu à? Đi về nhà ăn cơm. Nhà mày làm gì? Ăn cơm cái đó bụng quá. Nước này ngon lắm nè, lấy nào lấy uống là thiệt bọn. Nước này ngon hơn cái cua nữa. À, nước này chúng lẽ đổ uống vô ta, nước nhiều quá ra nước. Ủa Tí ơi. Tí đi ra ăn cua Tí ơi. Tí. Từ từ mày. Rồi, mời các bạn thưởng thức nha. Mà hiếm nha các bạn. Của ít lòng nhiều. Cốm nội để lại. Nhà như bảo. Bà Tí ơi. Bà Tí. Bà Tí ơi. Bà Tí. Đang cua nè. Mời các bạn nha. Mẹ thử đi review đứng. Nhỏ mà hiếm rồi các bạn. Lâu lắm mà mười mấy năm mới ăn lại món cua dân giả nè. Cua biển không có ăn. Ăn cua hoàng đế không hả? Để cua hoàng đế cua này. Nói giá tiền chứ nó đâu ăn qua cua này. Không ăn rồi dạ. Ngang có ai không đấy? Cái hũ hả? Ăn cua nè. Chơi. Mới tắt ra lấy cua. Thank you.
xong không? Tắm rồi, tắm rồi. Được tắm rồi. Vô nha các bạn. Các bạn này nào xe ra. À che lại màn hình. Đi làm đâu luôn quá hả? Dạ, hấp xả. Tao biết. Hai. Hai. Nhắm mày nói chuyện. Mà đâu có gì đâu.
cho. Dài quá. Rồi nó dài dữ quá. Sau đây, cái già nó dài chứ ai đâu dài đâu. Cho ba Phi kết thúc video nha. Hẹn các bạn video sau các bạn. Nếu mà coi thấy hay like và subscribe nha các bạn.